cuối cùng cũng được lên giường sau một ngày mệt mỏi. Trời, hôm nay là một ngày mệt mỏi mà còn bị đánh răng mà còn bị sặc nữa, kiểu ngồi khạc khò. Nghĩ lại, cuộc sống này thật là mệt mỏi. Mình có nên nghe podcast không ta? Mình nghe người ta nói là podcast kiểu chữa lành sau một ngày đi làm mà học sinh, cái kiểu ngày mệt mỏi. Mình bật podcast nghe thử coi nha, sao nghe xong mình đi ngủ luôn cũng được, đó là cũng là một ý hay. Thậm chí là có rất là nhiều thứ cùng tệ một lúc. Thế nhưng mà nếu mà bạn nói rằng là cuộc đời như cứt, thế rồi bạn cũng đã cố một lần rồi nhưng mà cuộc đời vẫn như cứt, thế nên là bạn không... Ồ, chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Cũng ok. Ngày hôm nay của bạn có vui không? Chắc cũng ok. Ngày hôm nay của mình như một Xin chào các bạn, mình là Trang và hôm nay thì... Ok, chắc cái mới chắc ổn hơn xíu. Thì mình sẽ muốn chia sẻ cho mọi người về câu chuyện là làm thế nào để chúng ta có thể nói đạo lý và không sống như rồi. Hay là kiểu làm thế nào để sống đúng, làm thế nào. Và thậm chí là có rất là nhiều... Kiểu này là không có được rồi các bạn, cái podcast kiểu này là không được, là không có được rồi. Trời ơi, cái podcast gì mà nghe mà chữa lành, kiểu mình đang buồn ngủ luôn á, mình đang một ngày rất là mệt mỏi, kiểu trời ơi, xong rồi tự nghe cái podcast gì nghe xong rồi mình bị nhức cái đầu, kiểu bị nhức hai cái bàn tay luôn đó. Nên là bây giờ mình sẽ lên YouTube, mình sẽ học hỏi cách mà để làm podcast, để cho mấy cái clip đó nó dẹp bớt đi, bớt mấy cái clip mà podcast kiểu cờ cờ rồi cuộc đời như cục mứt vậy đó. Đó, bây giờ mình sẽ làm cái podcast riêng của mình luôn. Good morning các bạn, đã quay lại với đội podcast của mình. Khi khúc đầu video các bạn thấy là mình đang nằm ngủ, mình chuẩn bị đi ngủ và mình muốn nghe một cái buổi podcast để mình thư giãn đầu óc, kiểu mơ một ngày mệt mỏi làm việc. Và tự nhiên nói một câu, ngày hôm nay của mình như cực cờ. Cái là mình kiểu oh wow, mình kiểu mình cảm thông được cái bạn nhân vật đó, là kiểu wow, một ngày bạn đó thật là vất vả giống như là mình. Thì một ngày của mình rất là mệt mỏi, cũng rất là vất vả khi mà đi làm việc chủ nè, nhân viên nè, rồi khách nè, sẽ kiểu rất là gây với mình áp lực. Dù mình không làm gì cả, mình cũng phải vâng dạ và cười nói với khách hàng của mình. Và mình hiểu được cảm giác của cái người mà quay clip đó, nó rất thô nhưng mà nó rất là thật nha các bạn. Và nói chung là cái clip khúc đầu là mình sẽ làm cho nó vui, kiểu cho nó hoạt động, cho nó vui vui lên. Chứ mình kiểu mình ngồi mình nói podcast không thì nó cái video mình cũng sẽ khá là nhàm. Tại vì mình là không phải là một người chuyên về podcast. Thì có một anh Zenmail, thì ảnh có comment cái video lần trước của mình, là cái video mà mình sẽ để ở đây nè. Đó, mình sẽ để trái bên phải, mình cũng biết nữa. Thì nói chung là mình để bên đây nè. Thì ảnh có comment cho mình một cái video. Ảnh có comment cho mình xuống là bạn có thể, mình đang tìm hiểu quan tâm về cái ống kính 55-210 của Sony này. Thì ảnh nói là bạn có thể quay chi tiết, rồi test lens, rồi quay ảnh raw, rồi quay điệu chất lượng. Thì nãy giờ cái anh thấy được cái chất lượng cái video này nhá, là từ cái ống kính mà anh mong muốn quan tâm ngay lúc này. Và em sẽ không có bỏ S-Block hay là cái gì, và em sẽ không có bỏ màu gì hết. Thì em chỉ bỏ là chút ánh sáng thôi. Thì bây giờ là anh không thấy ánh sáng đâu đúng không? Bây giờ em chưa chỉnh ánh sáng nha, nãy giờ khúc đầu tới bây giờ em chưa chỉnh ánh sáng bao giờ. Bây giờ 1, 2, 3. Thì bây giờ em đang chỉnh ánh sáng lại cho nó. Thì tất nhiên là khi mà anh quay podcast hay anh quay một video nào đó, khi mà từ camera ra thì chắc chắn anh phải chỉnh mấy cái độ ánh sáng nè, highlight, shadow, contrast đó. Thì nếu mà anh không chỉnh màu thì anh chỉnh mấy cái đó, thì em chỉ chỉnh những cái đó thôi chứ em không chỉnh động một cái màu gì cả. Vì cái màu, vì cái này em chỉnh ánh sáng này em chỉ có 4 cái đèn thôi, 4 cái đèn mà đèn bàn á nha. Nếu mà anh có ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ, rồi có mấy cái đèn mà chuyên nghiệp nữa thì quá tuyệt vời. Và cái ống kính này á, em nghĩ á là em sẽ quay dài shot. Vì bây giờ anh coi thử dài shot khi mà em quay mà em không bỏ màu gì nha, em không bỏ màu gì hết, anh chỉ chỉnh ánh sáng, contrast và highlight thôi. Thì bây giờ anh sẽ coi video này nhé.
Thì bây giờ mình sẽ thử cái độ bắt nét của cái lens này như thế nào. Mất cỡ một giây để nó bắt nét được cái khuôn mặt của mình. Thì bây giờ nó đang follow cái phone, nó đang bắt nét cái cơ thể của mình. Bây giờ mình đi xa ra, mình quẹo trái, mình qua phải, nhìn bên trái nè, mình nhảy qua bên phải nè, lùi qua trái, lùi qua phải, nó vẫn bắt nét được cơ thể của mình, những gì mình hành động được nha. Và bây giờ mình sẽ lùi xa hơn một tí và mình kiểu mình đánh qua đánh lại cho nó nhanh, thử coi nó bắt nét được không. Nhưng mà có hàng cái lens này hoàn toàn bắt nét theo kịp cái cử động, cái cử chỉ của mình, nó không có bị mất nét. Vì nhảy ra xong mình nhảy vô mất có khoảng một giây mấy để nó focus được cái khuôn mặt của mình. Nhưng mà nếu mà ánh sáng hoàn hảo hơn một tí và kiểu kể tầm chiều hơn một tí á, thì nó sẽ bắt nét tốt hơn. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi khi mà bắt nét bữa đêm như thế nào nha. Thì đây là lúc bữa đêm và mình đang bắt nét, rồi mình sẽ nhảy qua nhảy lại, lúc này là 7 giờ mấy, gần 8 giờ đêm rồi. Đó, thì có một cái luồng ánh sáng từ cái xe của mình chiếu vô và nó vẫn bắt nét được cái khuôn mặt của mình khi mà mình đứng xa nha. Mình đứng ở đây xa tận 3 mét và vẫn bắt nét được, và mình đi lên, đi xuống vẫn bắt nét hoàn toàn được. Ok, thì mình đang ở cái chỗ mà kiểu trên cây cầu nè. Đó, bây giờ mình đang quay ở chỗ dưới nước sông này nọ. Mình muốn quay cái cảnh mà cái nước suối ở ngoài kia kìa. Nước suối mà nó đang giọt xuống á. Thì cái mấy cái lens mà lens fit không thể nào làm được. Lens này rất là hay là mình có thể zoom vô cho nó gần ngay khúc đó để mình quay. Bây giờ mình đang quay cái shot cái B-roll đó nè. Rất là ok, cái lens này rất là ổn nha. Mình đang tìm hiểu về cái lens này, khá là ổn. Đây là cái gì những bạn nhìn thấy mà hồi nãy mình đang quay nè. Đó, từ đây rất xa nha, nó sẽ gần vô. Các bạn muốn thì các bạn có thể gần vô nữa cho nó gần vô luôn. Ok, thì anh coi được cái video đó thì em không có chỉnh màu ánh sáng gì hết trơn á. Và nếu mà em nghĩ cái lens này mà khi mà anh dùng để cho quay phim thì nó, anh thứ nhất là anh phải cần chân máy. Cái này là theo quan điểm của em thôi nha. Thì em nghĩ anh phải cần chân máy hoặc là gimbal để quay. Tại vì khi mà anh quay một cái tiêu cự tele á thì nó sẽ rất là rung, nó rất là rung lắc khi mà anh cầm, anh quay handheld. Quay handheld nó sẽ rất là rung lắc rồi giật này nọ khi mà anh quay, trừ khi mà anh kiểu nín thở được kiểu 30 giây của anh. Anh nín thở, anh nín thật chặt nha, mà hai tóc ai anh phải khép lại thật chặt nha. Anh quay kiểu handheld, left rồi right, low to high, high to low các kiểu. Thì nếu mà anh có thể quay được như vậy thì em cũng khá là nể. Thì nếu như mà anh cũng muốn quay về postcard thì như cái máy quay em để bây giờ để một góc chết thôi thì em nghĩ cũng khá là ok. Nhưng mà anh phải có một cái không gian khá là rộng. Thì căn phòng của em thì bây giờ em đang gửi nó cách xa người em chắc cũng cỡ là 2 mét. Thì 2 mét anh phải có đủ không gian để đợi máy và chân máy, và cũng khá là mệt mỏi. Nếu giống như nãy giờ em quay là vừa nãy giờ test này là test thứ 4 rồi đó, là em chạy tới chạy lui để em test lens, để em test cái ống kính, rồi test cái chỗ mà nó nhìn như thế nào nữa, cũng khá là vất vả. Nếu mà em quay cái tiêu cự là 28-70 hoặc là 24-70 của Sony á thì sẽ rất là tuyệt vời, tại vì nó rất là gần, nó sẽ đỡ ở đây nè, mình em chỉ cần bước một chân là tới rồi. Với một lưu ý nữa là nếu mà anh có cái đồ thu âm thanh, cái mic á, mà cái mic của anh á là không dây á thì gọi là tuyệt vời. Nhưng mà của em á là em nhà nghèo, em không có cái mic không dây nên là em dùng cái này. Nói chung là cái đồ ghim vô nó cũng khá là cực khổ cái kiểu đồ, thì em recommend như vậy. Thì em chỉ recommend cho anh nếu mà anh muốn quay về postcard á thì cái lens này em thấy nó hơi bị khó khăn, tại vì nó là tiêu cự 55-210 mà tự nhiên anh mua 210 mà anh không có dùng tới khi mà anh quay postcard thì nó cũng khá là phí, nó không tới 100 mấy, tại anh không có đủ không gian để anh quay. Tại vì cái lens này là lens crop thì nó sẽ là nhân là 1.5 thì là 55 nhân cho 1.5 thì nó sẽ cỡ 70 mấy, 75, 80 gì đó. Đó, thì mà anh để 100-210 rồi lúc đó là tới 200 mấy, 300mm là nó rất là anh chỉ hút dưới con mắt của em thôi, khi mà anh quay là anh chỉ quay được đúng ngay con mắt thôi, nên là em thấy nó khá là hơi khó. Thì nếu như là em thì em sẽ recommend cho anh là cái con lens kit. Nếu mà không có quá nhiều tiền để đầu tư á thì em sẽ nghĩ là anh sẽ dùng cái con lens 28-70 lens kit của Sony.
lúc đầu mà khi em có máy và em có cái lens này á, thì em suy nghĩ là cái lens này kiểu lens kit thì em khá là không ấn tượng về lens kit. Tại lens kit nó kiểu khá là dởm, kiểu cái build quality của nó là kiểu khá là cùi, rồi cái độ quang sai, rồi khẩu của nó khá là cùi. Nhưng mà sau khi em quay vài clip trên video á, những cái clip video của em cũng có quay về cái con lens này, từ một cái con lens này thì chất lượng của nó em nghĩ nó khá là sắc nét, cũng khá là tốt, nó cũng khá là cinematic. Nếu mà anh biết bỏ màu, bỏ đồ, quay S-Log đồ này nọ cũng khá là nét. Hoặc là anh có thể chọn lựa cao cấp hơn từ hãng Sigma, Sigma từ 24-70 2.8 nếu mà không gian của anh thiếu ánh sáng. Cái lens nó tuyệt vời. Như cái lens này á là cái khẩu của nó là khá là nhỏ, khẩu của nó là 2.5 tới 5.6, cũng khá là nhỏ như cái con lens mà bây giờ em đang dùng, mà con lens của em đang dùng mà thấp hơn nữa. Thì em recommend là như vậy thôi. Và đây cũng là video podcast đầu tiên của mình, hoặc có lẽ là cuối cùng. Mình cũng không biết, tại vì mình nó có chuyên nghiệp podcast, kiểu mình nói nhảm mà mình còn nói vắt nữa. Mình quay 4 lần mình mới quay được cái video như thế này, mà mình nghĩ nó cũng sẽ khá là vấp cực kỳ luôn. Bây giờ mình chuyển qua khúc máy khác đi nha. Thì đây là cái video mà mình sẽ lướt một tí màu, một tí hình ảnh, nói chung là nhìn nó đậm chất cinematic một tí nhé. Sau khi những buổi hồi nãy mình mới vừa quay mấy cái đoạn video cinematic hồi nãy, mấy cái màu mà mình lướt cho các bạn coi rồi đó, thì mình cảm giác cái con lens này khi mà chụp buổi sáng á, thì nó buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều á, nếu mà ánh sáng đầy đủ á là rất là tốt, mình đánh giá rất là ok nha. Khi các bạn chỉ chỉnh ISO 100, 200, nói chung từ 100 tới 800 vẫn rất là ngon. Nhưng mà khi mà các bạn đụng tới ISO 1000, 1600, khi mà mấy bạn chụp hình mà các bạn kiểu zoom lên coi á, thì hình nó sẽ rất là bị, nhiễu. Mà nói chung nó bị nhiễu vậy á thì nó cũng không, nó vẫn đẹp hơn điện, chụp bằng điện thoại nha. Thì nói chung là có cái để chụp là cũng ngon. Nếu bạn chụp bữa đá banh này nọ, mình nghĩ trong sân đá banh thì cũng có đèn đốm này nọ, chụp cũng khá là vô tư, cũng khá là ổn. Nếu mà các bạn kiểu chụp mà không có quá nhiều tiền á, thì các bạn không muốn lên cái con Gym Master màu trắng á, là tới 50 triệu, 40 triệu, F4 thì chắc cũng cỡ 25-30 triệu, bằng gần bằng nửa giá 2.8, nhưng mà rất là mắc các bạn à. Nếu như mà các bạn mà không làm phóng sự nè, kiểu quay thể thao kiểu như dạng như quay cho đá banh quốc tế này nọ, thì các bạn bỏ ra số tiền 50 triệu mà bạn nhận cái lương khá là bèo bọt mỗi lần đi quay vậy, thì đợi mà các bạn lấy được cái vốn của con lens này cũng rất là khó. Nhưng mà nếu mà các bạn có tiền thì cứ quất thẳng con Gym Master 2.8 vô tư rất ngon. Không có như con lens này là mỗi lần mình zoom lên là 5-6.3 á, sợ lắm các bạn, sợ cực kỳ luôn. Bữa giờ mình nói mình đi chụp này nọ rồi, giá tiền của lens mà mình bữa giờ mình chưa cho các bạn coi cái build quality của chiếc lens này nhìn nó như thế nào, bữa giờ mình chưa show cho các bạn coi luôn. Thì đây là cái lens này rất là nhẹ, rất là nhẹ, chỉ bằng một bàn tay của mình nắm vô thôi nè. Đó, rất là nhẹ nhàng. Khi mà các bạn kiểu đi travel du lịch mà các bạn không muốn đem cái cặp, mà cái cặp mà các bạn đi chơi mà các bạn đem cái cặp mà 10kg, 7kg là các bạn đi leo núi đeo đồ, là như bữa cái video đầu tiên của mình là mình kiểu cảm thấy rất là mệt mỏi, cái gì đó rất là gánh nặng trên cái đôi vai của mình, rất nặng luôn nha. Thì cái con lens này chắc cũng cỡ bao nhiêu gram thì mình để xuống dưới đây nè, tại mình không nhớ đó. Thì đây là khi cái con body Sony với lại con lens này đi chung với nhau, và khi các bạn zoom hết mức thì nó sẽ như thế này. Đó, các bạn cầm các bạn chụp như thế này, nó không quá hầm hố như là con lens Gym Master của Sony, nó khá là ổn.
cái dòng quay của nó mình cảm thấy rất là ổn định nha. Đó, và đây là cái dòng để chỉnh nét. Để chỉnh nét, đúng không? Chắc vậy á. Ừ, cái dòng nói chung là để chỉnh focus. Ừ, để chỉnh focus. Đó, đó. Thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là đầm tay, nó không có quá là lỏng lẻo, nó không có. Và một tính năng rất là hay với con lens hai cũ này, hai cũ hoặc bốn cũ tùy theo các bạn mua được. Mình là mua second hand là khá là rẻ, mà second hand của mình rất là mới luôn, không gì cả. Thì các bạn quan trọng khi mà coi á, các bạn coi trên đây nó bị chày không, rồi cái chỗ cái cảm biến này nó có bị bụi hay gì không, thì các bạn cứ mua second hand rất là ngon, rẻ tiền. Các bạn cái này mình mua chơi cho vui thôi, nên là mình không có cần quá quan trọng nó, quá mất tiền đó. Với lại của cái con lens này rất là hay một chỗ á, là nó có chống rung OSS. OSS là gì mình cũng không biết, các bạn chỉ cần biết nó là cái cảm biến, nó là cái chống rung của cái lens này thôi. Tất ba cái lens của mình dùng không có cái nào có chống rung cả, và cái con này có chống rung. Thì các bạn nghĩ đi, các bạn tơ lê vậy nè đó, các bạn chỉ cần nhẹ thôi là các bạn nó rung vậy, nó là nó rung vậy rồi. Nếu mà nó không có chống rung là coi như là các bạn quay vậy, chứ các bạn chụp và coi như là hư hết hình luôn. Thì nó có cái độ chống rung ở trong cái máy này, có một chút độ chống rung nhất định. Thì khi mà các bạn quay hay các bạn chụp hay gì đó, các bạn để tóc khá là thấp á, thì các bạn chỉnh, các bạn chỉ cần giữ thật chặt cỡ một phút, đọc cỡ một giây thôi thì nó sẽ ổn định thôi. Dạ, thì mình nghĩ video của mình là đã hết rồi. Nếu các bạn có câu hỏi và thắc mắc hay là cái lens nào gì đó thì mình sẽ làm xuống dưới để cho các bạn coi. Thì các bạn cứ cùng recommend xuống dưới cho mình là mình nên làm chủ đề gì gì đó, thì các bạn cứ comment xuống dưới nhé. Và mình là Kai, các bạn lần sau. Bye bye.